Hàng về bạt ngàn cho các bác đấy. Báo cáo các bác là iPhone, iPad bạt ngàn. Ngày mai em ra sẽ trả hết các đơn cho các bác luôn. iPhone, iPad này. Đấy. Đây, về được thêm một lô iPad 4. Con này, iPad 4 này, màn 9 phẩy mấy inch, gần 10 inch đấy. 2 triệu, cả máy, cả vỏ da, cả sạc luôn. Nói chung là bây giờ một con iPad ngày xưa sao thấy xa xỉ thế bây giờ, cảm thấy bác. Nhiều bác thì thích nha, thì cảm ơn em Tuấn là kiếm được những nguồn hàng nó phải quá mềm cho bác luôn. Em báo giá khai luôn, kìa, ThinkPad này, laptop Lenovo, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất. Vừa dùng vừa đập được, nói đập thì hơi thô bác, phải nói nhưng mà nó bền vô đối luôn. Nó thì nó không nịnh mắt những chị em phụ nữ lắm đâu, nhưng mà các bác, các anh, các chú mà các cháu học nên những con này, nó bền lắm. Nó gọi là như kiểu máy quân sự. Đấy, các bạn nào cần thì gọi Zalo hoặc là nhắn tin. Nếu gọi cho em Tuấn không được thì cứ nhắn tin là anh chốt con này, anh lấy cái này ở vào Zalo, số điện thoại này, hoặc vào tin nhắn được, em Tuấn sẽ trả lời dần dần. Chứ không phải lúc nào em cũng nghe máy được các bác ạ. Bởi vì có nhiều lúc em đang quay bài, hoặc là nhiều lúc nó có công có việc ấy, hoặc là nó vào giờ nghỉ chẳng hạn, hoặc giờ ăn cơm hay là có khách, cũng không phải nghe được suốt. Nên cũng mong các bác là thế này. Còn ngày mai em sẽ trả hết cho bác nhé. iPad, ThinkPad này, về đây, chi chít cho bác luôn này. Đây nữa này, chi chít cho bác luôn. Ôi, chi chít cho bác luôn ạ. Ok chưa? Nào, cả dãy. Đây nữa. Ngày mai thì chắc chắn là em sẽ trả được hết nợ các đơn các bác rồi. Cũng mong các bác thông cảm. Nợ đơn có bác nợ phải cả tuần hết rồi đấy. Cũng mong các bác thông cảm cho em nhé. Ở đây nữa. Lại còn một em đồng hồ vít vìm vịp này. 4 con 9. 9999. Vừa sót trong kia ra. Đấy. Con này đây. Trước 1,6 triệu rồi. Đấy. Vẫn sót này. Vẫn chạy bẩm nha. Bác nào lấy em Tuấn vừa bán vừa tặng cho bác 1,2 triệu nha. Con này nam, nữ tay to, nam tay nhỏ, đều ok nhé. 1,2 triệu. Sau đây bắt đầu em Tuấn sẽ lướt qua một lượt. Và em cũng thông báo là tất cả những bác nào không cài đặt được tài khoản iCloud thì nhờ em Tuấn cài luôn. Ví dụ điện thoại hay máy tính tất cả cũng được, nhờ em Tuấn cài luôn, em mới đăng nhập tài khoản của em cho. Còn bác nào muốn dùng tài khoản của em thì trước khi đăng nhập phải gọi cho em là đây, cho anh cái tài khoản này, và trước khi anh đăng nhập anh phải gọi cho em để em xác nhận. Có khi anh đăng nhập vào thì nó phải báo về cái máy nhà em, nó báo về cái máy này của em phải xác nhận cho bác, để em gửi cái mã đấy cho bác thì bác mới được nhá. Có nhiều bác là em gửi cả mã cả password cho, có nhiều bác là nghĩ là sẽ thay password, bác đừng có thay password nha. Các bác không thay được password đâu, mà có thể bác có thay được thì lại mất của nhiều người khác, nên bắt buộc em Tuấn lại phải lấy lại. Nên các bác thông cảm đừng thay password, bởi vì là cái số cái iCloud đấy em làm nó ăn theo cái số điện thoại của em rồi, nên các bác có thay rời thì em vẫn lấy được lại, bởi vì nó ăn theo số điện thoại mà, người ta xác minh một số điện thoại đấy. Nên là em cho các bác mượn iCloud thì các bác cứ thế mà dùng thôi, đừng có nhiều bác nghĩ là anh sẽ thay mật khẩu, đừng có thay thay nó sẽ không phải của các bác đâu mà em lại lấy về đấy. Sau đây mời các bác vào con này nhé. Đây, con này là dòng 6, con này là 6 thường, bản 16 GB, 6 thường bản 16 GB. Con này bản quốc tế, chạy bản quốc tế nhé, lắp SIM là chạy luôn, bản quốc tế 16 GB, mức giá 990k. Đấy, còn con này cũng bản quốc tế, con này 5S, 5S bản quốc tế nhé, bản quốc tế cũng 16 GB, mức giá 890k. Riêng iPhone thì phải nói luôn là tất cả các điện thoại khác thì nó là bền số 1 thì vô đối rồi nhé, tất cả. Trong dòng này sang đến đây lại một thằng 6 Plus. 6 Plus này thì em cũng báo rồi đúng không ạ? 6 Plus màu này hết này. Màu này hết. 6 Plus thì bản 64 GB quốc tế, cắm SIM vào chạy luôn. Để mất 1890, 1890 bác nhé. 1890 bản quốc tế. 6 Plus quốc tế 1890. Các bác nào cần chi tiết về những cái mã nào hoặc giới thiệu với những em nào thì báo cho em sẽ gửi clip riêng cho, bởi vì em giới thiệu nó rồi mà. Đấy. Sang đến đây, đó là con iPad mini 2 bản 16 GB, 1.690.000. Đây, mini 2 bản 16 GB, 1.690.000 là nguyên cái iPad này. Bác nào lấy vỏ bao da nhé, lấy bao thêm bao da và sạc thì thêm cho em Tuấn 200k, gồm có ví dụ như bác nào muốn lấy thêm sạc này, bộ sạc của nó đi theo ấy, lấy thêm bộ sạc này. Đây, lấy thêm bộ sạc và một cái bao da chẳng hạn, đi theo như này thì thêm 200k này nữa. Đấy, bác nhớ tên hộ em nhé. Mini 2 16 GB 1690.
Sang đến tiếp tục, con này con mini 2 này là bản wifi nhé. Đấy. Còn tiếp tục sang đến đây nữa. Con này là con mini 4 nhé. Con mini 4 này. Đấy. Đây con mini 4 này bản bản mini 4 này bản dùng được SIM. Có nhìn chưa? Con này mini 4 đời cao nhé. Mini 2 cho đến mini 3 mới đến mini 4. Có nghĩa đời này đời đời cao này. Con này con mini 4 này. Đấy. Mini 4 bản này 32 GB ạ. Con này lại chạy cả SIM 4G nhá. 32 GB giá 2.999.000. 2.999 có cả màu bạc này. Màu bạc và màu vàng gold. Đây. Màu vàng gold đây. Thấy chưa? Vàng gold. Đấy. Sang tiếp bên cạnh đó, đó là một con hàng cấu hình cao. Đây, cấu hình cao em chưa bóc nhé. Còn đây em chưa bóc ra. Con cấu hình này là con Pro 10.5. Con này cũng chạy SIM này. Con Pro 10.5 này, bản 64 GB, chạy SIM 4G được, giá 5.999.000. Đây có cả chạy SIM luôn. Đặc biệt dòng Pro này tại sao bác thấy em Tuấn hay lấy về bán, bởi vì nó bốn loa, mà nhìn nhé, dưới này hai cái loa này, trên này hai loa nữa. Hai loa nữa. Và đặc biệt là tất cả những dòng iPad này họ không quên vẫn để lại cho các bác cái jack cắm 3.5. Riêng cái jack cắm này thì nó rất rất là quan trọng với những bác nào thích nghe nhạc, bởi vì nó là cái trung tâm để lấy tín hiệu nhạc ra. Đây con hậu còn jack 3.5 đấy, nút nguồn. Con này con Pro nhá bác nhá. Dòng này thì không chê đâu bác ơi, dòng này phê này, tốc độ thì vô đối rồi, gần như nhất thì bảo 5.999.000. Bác nào lấy thêm bao da và sạc thêm cho em Tuấn 300k, thêm bao da và sạc thêm 300k nữa, bởi vì dòng này máy to mà bao da nó to gấp đôi mini. Đấy, con Pro này là 5.999 nhé. Sang tiếp tục một con này nữa. Nó là con gì đây? Con này là con Ari 2 bản 16 GB, 2.390.000 nhé. Đây, Ari 2. Con này con Ari 2 bản 16 GB nhé. Wi-Fi bản 16 GB. Đấy. 2 triệu, mức giá là 2.390.000. 2.390.000. Màn hình con này cũng là 9,7 inch. Con này 9,7 hay là 10 phẩy mấy nhỉ? 9,7 inch. Màn to gần như to nhất rồi bác ạ. Rất là to luôn. Đấy. Con này mức giá 2.390.000. Ok chưa? Đây, giá em ghi sẵn lên đây rồi, không nhầm được đâu. 2.390.000. Bác nào lấy thêm bao da và sạc nhé. Với lấy thêm một bao da này, bao da và sạc thì thêm cho em Tuấn 300k, bởi vì bao da và sạc này là sạc thì giá vẫn thế, nhưng bao da nó to gấp đôi bao da mini mà. Này, đấy. Bao da và sạc đấy, ok chưa? 2.390.000. Với lại con này là con gì? Ari 2 bản 16 GB. Sang tiếp tục con này. Sang con này là con Ari 1 cũng bản 16 GB, 1.999.000. Này, Ari 1 1.999.000. Ari 1 bản 16 GB. Thích chưa? Máy báo cáo bác là có những con máy em còn chưa kích hoạt cơ. Ari 1 Ari này. Có nhiều con chưa kích hoạt cơ. Bác nào thích em để cho về kích hoạt. Có nhiều con chưa kích hoạt Ari 1. Màn con này 9,7 inch, to vật vã, gần như to nhất. Đấy. Ari 1 bản wifi 16 GB. Mức giá em bác Tuấn vừa báo luôn rồi, bác đúng nghe thế không ạ? Đấy. Ari 1 đây. Ari 1 1.999.000. Phải nói luôn là những con iPad này cái thời điểm trước các bác mà mua thì em nói các bác là mới thì nó toàn mười mấy củ, không phải ít tiền đâu. Sang tiếp con này nữa. Đó là con Gen 5. Con iPad Gen 5, con này cũng màn em nhớ là màn 10.3 hay là 9.7 đấy. Con Gen 5 bản wifi 32 GB tiếp, Gen 5. Mức giá 2.999.000 Gen 5 đấy. Những dòng này thì bác thích lấy dòng nào dòng? Toàn dòng cao cấp, nghe thích này, đẹp xuất sắc luôn. Đây không phải là xước đâu bác nha, băng dính nha. Quá đẹp luôn cho bác luôn. Ok chưa? Đấy. Gen 5 2.999.000. Sang tiếp con này nữa. Con gì đây? Con này là con Gen 6 cũng bản 32 GB nha. Gen 6 bác nhìn chưa? Con này còn chạy SIM luôn này, Gen 6 SIM này. Gen 6 có chạy SIM 4G 5G nha. Con Gen 6 bản 32 GB 3.999.000 Gen 6.
dòng này khỏi chê, hiện 6, ok chưa? Hết hiện 6, sang tiếp con này đi. Con này con gì đây? Ô, con này là con Pro. Con này là con Pro 9.7. Con này Pro 9.7 nhé, 9.7 và 10.5. Con này 9.7 bản chạy được cả SIM 4G 32GB 3.990.000 bản Pro nhé. Riêng dòng Pro này bác nhớ là nó 4 loa luôn này, 2 loa dưới này, 2 loa trên, 10.5 và 9.7 đều có 4 loa. Và tất cả đều không quên có jack cắm 3.5. Cổng này con này chạy được cả SIM luôn. À, con Pro 9.7 bác nhá, 9.7 4GB bản 32 giá 3.990.000. 3.990.000. Đây con Pro. À, sang tiếp một con nữa này. Như con này bóc ra đây đã. Đấy, đã xong. Tiếp tục một con này nữa, đó là con Ariba. Con Ariba này có nhiều bác lấy lắm rồi đây, bản 64GB dòng này, con này màn thì nét căng luôn, con này bác nào mà chê màu này. Con này con Ariba bản 64GB nhé. Lại còn chạy được cả SIM 4G luôn nữa. Đấy, giá 5.999.000. Các bác tham khảo giá toàn quốc sau đó gọi cho em Tuấn, không phải ăn tăn cái gì cả. Chạy SIM nhé, có khe chạy SIM luôn, dòng này thì đẹp xuất sắc. Tất cả những dòng này bác nào lấy thêm bao da và sạc đều thêm 300k cho em. Những màn máy to thì cho nó dễ. Đấy. À, ngoài ra tiếp tục sang đến đây nữa, đây là con iPad 4. Con iPad 4 này thì em Tuấn đã giới thiệu cho bác rồi, con này màn to vật vã, con này thì loa to khủng, chắc chắn lắm, dùng thích những con này nhé, quá táo hết. Đấy, con này là 2 triệu cả bao da cả sạc cả máy, 2 triệu bản 16GB wifi. Đấy, các bác nào mà hát karaoke tất cả nên dùng loại này. Và tiếp tục như là con ThinkPad kia, con laptop này em Tuấn nói rồi. À, dòng laptop này thì nó thiên về cái độ bền nhá, dùng bền chứ nó không nịnh. Nếu mà các bác nào là lấy cho nữ ấy, nhá, mà cần loại quần hình thức ấy, thì không nên lấy nó, cũng chẳng không nên đâu. Còn quan trọng là cần chất lượng thì bác nào muốn chất lượng thì dùng nó nhá, muốn lấy chất lượng thì lấy nó. Em chỉ nói là lấy chất lượng thì lấy nó, mà này chống chói rất là tốt nhá, lấy nó. Đây, muốn dùng chất lượng thì lấy nó. Cấu hình thì báo cáo bác là con này là chip Core i5 nhá, RAM 8GB, chip Core i5 RAM 8GB, ổ 256GB, ok chưa, ổ cứng 256GB này. Chip Core i5 7300U cơ, to, chip đời cao hết rồi, RAM 8GB, ổ cứng 256, em Tuấn đọc thế là đúng rồi. Còn chưa dọn dẹp vệ sinh gì đâu. Những con này thì mình nói là vô đối luôn. Cổng USB này, cổng HDMI để trình chiếu này, cổng Type-C này, cổng sạc này, bên này cổng USB này, có cả khe cắm SIM nữa này, thẻ nhớ này, 3.5, ok. Con này mức giá 3.600.000, cả sạc nhé, có sạc luôn, 3.600.000. Chưa lau dọn đâu, lau cái mặt này này, họ làm như kiểu nỉ cao su ấy, nên tay mình đưa lên nó cảm giác nó hay có vết, thế thôi. Nhưng nó mịn lắm, để khi mình đi cầm nó rất là chắc chắn, nó không bị trơn trượt. Dòng này gọi là, biệt hiệu nó gọi là dòng máy như kiểu dùng cho quân sự. Đấy, bền vô đối. Còn bác nào mà thích đẹp, đẹp lung linh như kiểu thích hình thức nhiều thì không nên mua nó này. Còn về muốn thích độ bền, độ chất lượng thì sẽ dùng nó. Rồi em Tuấn hẹn các bác clip sau đi. Hẹn gặp lại clip sau các bác nhé.